Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Sau khi được điều chỉnh tăng lương hưu lần 2 từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, nhiều người sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng lương hưu lần 3 khi luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Theo Điều 67 và Điều 99 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 sẽ tiếp tục thực hiện điều chỉnh lương hưu cho người lao động. Mức lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội. Cụ thể, điều chỉnh mức tăng lương hưu thỏa đáng đối với đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995, đảm bảo thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ. Không tăng lương hưu cho đối tượng nghỉ hưu từ năm 1995 trở đi theo sự điều chỉnh lương hưu năm 2025. Trước đó, theo Nghị định 75/2024 của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định sau khi điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng có mức hưởng thấp hơn 3.500.000 đồng một tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau. Tăng thêm 300.000 đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3.200.000 đồng một người một tháng. Tăng lên bằng 3.500.000 đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng từ 3.200.000 đồng một người một tháng đến dưới 3.500.000 đồng một người một tháng. Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định nêu trên là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng ở những lần điều chỉnh tiếp theo. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đã chính thức tăng lương hưu 2 lần, vượt hơn 15% cho người nghỉ hưu trước năm 1995, nhưng có mức lương hưu mới dưới 3.500.000 đồng một tháng. Như vậy, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, khi luật bảo hiểm xã hội mới có hiệu lực sẽ tăng lương hưu lần 3 cho những người có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995. Chuyên gia lao động tiền lương Bùi Sĩ Lợi, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, những người về hưu trước năm 1995 có mức lương hưu thấp so với mặt bằng chung. Do vậy, nhà nước tiếp tục tăng lương hưu cho họ để thể hiện chính sách ưu đãi đối với những người đã có thời gian làm việc cống hiến trong khu vực nhà nước giai đoạn này. Theo ông Lợi, cải cách tiền lương là quá trình tích lũy của nhiều năm mà trong đó thế hệ trước tích lũy cho thế hệ bây giờ. Nguồn quỹ 560.000 tỷ đồng từ quỹ bảo hiểm xã hội là quá trình tích lũy của thế hệ trước, nếu tăng lương không phù hợp thì không đảm bảo công bằng với người về hưu. Việc điều chỉnh tăng lương hưu thỏa đáng đối với đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995 nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ. Thay đổi tuổi nghỉ hưu năm 2025. Năm 2025, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của lao động nam là 61 tuổi 3 tháng, lao động nữ là 56 tuổi 8 tháng. Độ tuổi nghỉ hưu năm 2025. Căn cứ theo Điều 169 Bộ Luật Lao động 2019, người lao động đảm bảo điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu. Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động làm nghề công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định hiện tại nêu trên, tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định hiện tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Như vậy, hiện nay mỗi năm, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ tăng lên. Cụ thể, từ năm 2021,
tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ, sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Năm 2025, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường như sau: lao động nam 61 tuổi 3 tháng, lao động nữ 56 tuổi 8 tháng. Điều kiện được hưởng lương hưu theo luật bảo hiểm xã hội. Những người khi nghỉ việc có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên thì được hưởng lương hưu nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2014/QH15 như đủ tuổi nghỉ hưu, có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi quy định và có từ đủ 15 năm trở lên làm việc, công việc khai thác than trong hầm lò theo quy định của Chính phủ, bị nhiễm HIVS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Mặc dù giảm thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để được hưởng chế độ hưu trí, nhưng tỷ lệ hưởng lương hưu cao nhất vẫn ở mức cũ theo quy định hiện hành là 75%. Cụ thể, căn cứ theo Điều 66 về mức lương hưu hàng tháng tại Luật Bảo hiểm xã hội 2024 thì mức lương hưu hàng tháng của đối tượng đủ điều kiện nghỉ hưu được tính như sau. Đối với lao động nữ, bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2% mức tối đa bằng 75%. Đối với lao động nam, bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tương ứng 20 năm đóng, sau đó cứ mỗi năm đóng thì tính thêm 2% mức tối đa bằng 75%. Các hình thức nhận lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Căn cứ theo Điều 93 và Điều 114 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có 3 hình thức nhận lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng giống với quy định hiện hành, gồm thông qua tài khoản ngân hàng của người thụ hưởng, trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền, thông qua người sử dụng lao động. Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 có 2 hình thức nhận lương hưu là thông qua tài khoản của người thụ hưởng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động tại Việt Nam, trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, quy định mới về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực gia tăng quyền lợi cho người tham gia, đặc biệt là bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu. Ngày 29 tháng 6 năm 2024, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 gồm 11 chương 141 điều, tăng 2 chương và 16 điều so với Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành. Công tác xây dựng luật có 3 mục tiêu cụ thể: đảm bảo an sinh xã hội theo quy định của Hiến pháp, thể chế hóa quan điểm đường lối, nội dung cải cách trong nghị quyết số 28, NQTU và các văn kiện nghị quyết có liên quan, sửa đổi căn bản các vướng mắc bất cập từ thực tiễn, mở rộng, gia tăng quyền, lợi ích để thu hút người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Theo Vụ Pháp chế Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đã có nhiều sửa đổi bổ sung theo hướng gia tăng quyền lợi, tăng tính hấp dẫn, khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian đóng để hưởng lương hưu thay vì nhận bảo hiểm xã hội một lần. Cụ thể, trường hợp người lao động đã chấm dứt tham gia bảo hiểm xã hội không hưởng bảo hiểm xã hội một lần mà bảo lưu thời gian đóng để tiếp tục tham gia thì có cơ hội được thụ hưởng các quyền lợi cao như khi tiếp tục tham gia được hưởng các chế độ với mức hưởng cao hơn do các chế độ đều tính theo thời gian đóng như ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, được hưởng lương hưu với điều kiện dễ dàng hơn. Đặc biệt, trong thời gian hưởng lương hưu được quỹ bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế, được hưởng trợ cấp hàng tháng khi không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi
hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Trong thời gian hưởng trợ cấp hàng tháng thì được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Ngoài ra, theo Bộ Pháp chế Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người lao động còn có cơ hội được hưởng chính sách hỗ trợ về tín dụng cho người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà bị mất việc làm.